Xin chào anh Phạm Thành Long, được biết anh là một diễn giả rất là nổi tiếng ở Việt Nam và nhưng mà tôi lại được biết anh là luật sư, vậy anh có thể chia sẻ một chút cái con đường từ luật sư trở thành diễn giả có những cái gì mà thuận lợi và những cái gì mà khó khăn? Tôi có cái may mắn là khi mà ra trường, trường luật ra trường thì tôi phát hiện ra trên thị trường lúc đó thì cái luật doanh nghiệp nó đang mới đối với các nhà doanh nghiệp Việt Nam, và các nhà doanh nghiệp Việt Nam thì rất là khó khăn trong việc tiếp cận, cho nên tôi đã trở thành luật sư, một trong những cái lứa luật sư đầu tiên của Việt Nam mà chuyên tâm chỉ dành cho luật sư cho các doanh nghiệp. Cho nên là khi mà tôi với hơn 10 năm làm cho các doanh nghiệp ở dưới dạng góc độ là luật sư tư vấn, thì tôi phát hiện ra rằng là họ rất cần cả những kiến thức về kinh doanh nữa, không chỉ là kiến thức về pháp lý mà có cả kiến thức về kinh doanh nữa. Cho nên tôi quyết định rằng là tôi sẽ chia sẻ với họ những kiến thức về pháp lý cộng với cả những kiến thức về kinh doanh. Cái đối tượng khách hàng mục tiêu của tôi là doanh nghiệp, cho nên là khi mà chuyển từ luật sư doanh nghiệp sang nhà tư vấn doanh nghiệp thì nó cũng không có cái gì là khó khăn, và bây giờ là chuyển thành nhà đào tạo doanh nghiệp thì nó cũng không có cái gì là quá khó khăn. Thì cũng đã nắm được tất cả những khó khăn của anh em, cũng như là với cái thời gian công tác trong nghề luật sư doanh nghiệp thì được tổng kết, được chia sẻ, được va chạm với rất nhiều những cái khó khăn trước đó, những cái bài học mà các anh chị doanh nghiệp nhân doanh nhân trước đó đã chia sẻ. Cho nên là đó là cái thuận lợi của tôi trong cái lĩnh vực này. Rất là hay. Như vậy cái sứ mệnh mà khi anh trở thành diễn giả thì cái mục đích, cái sứ mệnh chính của mình là gì? Trong cái khi mà tôi làm luật sư cho doanh nghiệp thì thường tôi chỉ làm được là một tức ví dụ có một doanh nghiệp và họ gặp một vấn đề thì giải quyết một vấn đề đó cho doanh nghiệp đó xong rồi nó thôi. Và mỗi một khi mà gặp một vấn đề mới thì lại phải đi tìm một cái giải pháp mới cho cái doanh nghiệp đó. Nhưng khi tôi chuyển thành một người diễn giả, người truyền cảm hứng, người mà có thể chia sẻ những kiến thức của mình thì nó lại có một cái thuận lợi khác, đó là vào một thời điểm tôi chia sẻ cho được nhiều người hơn, và cái kiến thức đó có thể lặp đi lặp lại trong cùng một cái tình huống. Cho nên là cái kinh nghiệm trong cùng một lĩnh vực nó được củng cố theo thời gian và đi chuyên sâu hơn. Tôi được biết là anh đã tổ chức rất là thành công 7 cái Eagle Game. Thế nhưng mà năm nay mới là cái năm đầu tiên mà anh có tổ chức ra một cái chương trình gọi là Eagle Day. Vậy anh có thể cho biết tại sao bây giờ anh mới tổ chức cái Eagle Day và cái mục đích ý nghĩa của nó là gì ạ? Vâng, thì cái Eagle Day đã được tại sao bây giờ mới được tổ chức sau 7 lần chương trình Eagle Camp, bởi vì từ trước những chương trình Eagle Camp chúng ta sẽ theo từng lớp, mỗi một lớp thì các bạn vẫn giao lưu với nhau. Nhưng sau khi mà 7 lớp được tổ chức như vậy trong thời gian hơn 3 năm thì tôi nhận ra rằng là đã đến bây giờ tất cả các cái lớp cũng cần phải giao lưu với nhau, cũng cần phải học hỏi từ nhau, tại vì những cái lớp Eagle Camp mới thì cũng có thể nhìn thấy những bài học thành công của những Eagle Camp trước đây, và thứ hai là những cái lớp Eagle Camp trước đây cũng có thể đây là lúc mà anh chị cần quay lại để xem được những kiến thức update mới này. Thì đấy chính là cái lý do mà Eagle Day được hình thành. Nhưng cái điều quan trọng hơn ý là với hơn 700 doanh nhân, bây giờ chúng ta cùng tập hợp lại với nhau, chúng ta cùng bên nhau, chúng ta cùng học hỏi lẫn nhau, chúng ta cùng kết hợp kinh doanh với nhau, thì đây thực sự là một cơ hội kinh doanh rất là lớn, và nó sẽ mở mang được cái khả năng kinh doanh của các doanh nghiệp lên. Thì cái ý nghĩa là kết nối ở đây là vô cùng quan trọng. Dạ vâng. Tôi cũng được biết rằng là sau 7 cái Eagle Game và sau rất là nhiều cái chương trình đào tạo của ông thì cũng có rất là nhiều doanh nghiệp thành công, có những học viên cũng rất là thành công, nhưng mà cũng có những cái học viên là cũng chưa đạt được những cái thành công như họ kỳ vọng. Vậy ông có thể chia sẻ một chút về các cái lý do tại sao là có những cái doanh nghiệp mà người ta đã thành công đột phá, phải nói có cái từ đột phá, nhưng mà cũng có những doanh nghiệp lại không thành công như kỳ vọng. Vậy theo ông nó là lý do tại sao? Tôi cho rằng thì cái đầu tiên ý, đó chính là cái tầm nhìn của mỗi nhà doanh nghiệp. Mỗi nhà doanh nghiệp họ sẽ có cái tầm nhìn khác nhau, cho nên mỗi một cái người mà đến chương trình Eagle Camp thì đều trả về với một cái lượng kiến thức giống như nhau, nhưng họ sẽ có tầm nhìn khác nhau, cho nên họ mang cái kiến thức này được áp dụng cho cái tầm nhìn nào. Đấy là cái lý do thứ hai. Lý do thứ hai mà các nhà doanh nghiệp thành công khác nhau, tôi nói đây là thành công khác nhau, là bởi cái tần suất áp dụng. Có một số người thì áp dụng tất cả những kiến thức mà họ học được, có một số doanh nghiệp thì chỉ áp dụng một vài cái thôi, và thậm chí có những người là trong kinh doanh chúng ta cũng phải hiểu với nhau rằng là không thể có một cái kinh doanh nào thành công ngay lập tức được, nó cần phải có trải qua những cái thất bại. Cho nên có những nhà doanh nghiệp thì nhiều thất bại hơn những nhà doanh nghiệp khác trước đây. Trước khi đến trại thì có những người đã thất bại rồi, và đến đây giờ thì họ nhìn thấy rằng là tại sao họ thất bại. Có những doanh nghiệp thì đến đây họ chưa từng trải qua thất bại, cho nên họ chỉ nhìn thấy những cái điều mà họ nhìn thấy thôi. Cho nên cái kiến thức, cái kinh nghiệm của các nhà doanh nghiệp trước khi đến trại cũng sẽ là một điều rất là quan trọng. Cái yếu tố nữa đó là chúng ta cũng hiểu rằng là kinh doanh thì không phải mọi cái chúng ta đều hình như dựa chúng ta lập dự án kinh doanh chẳng hạn thì chúng ta dựa hoàn toàn trên phán đoán, thì không phải mọi phán đoán đều có thể đúng được. Cho nên là có những doanh nghiệp mà họ thành công, có những doanh nghiệp thì họ chưa thành công được ngay. Thì đối với tôi rằng là thực ra mà nói, những anh thành công là những anh đã có cái trải nghiệm thất bại rồi,
họ những người thành công hơn những người khác, chẳng qua là họ đã thất bại trước đó nhiều hơn những người khác mà thôi. Cho nên đã có thành công thì không thể có một con đường nào là trong kinh doanh, không có con đường nào là trải thảm để đón chào chúng ta cả, mà chúng ta phải trải qua những con đường gồ ghề rồi mới có được cái thành quả ngày hôm nay. Tôi rất tâm đắc với cái mà ý của anh nói là khi đã tham gia vào cái gì đó thì tham gia 100% năng lượng. Thì như là ý anh có thể chia sẻ một cái, tức là cái vấn đề mà cái sự không thành công của họ có thể là vì họ không tham gia hết 100% năng lượng, hay là hoặc là họ không bắt đầu hành động một cái gì đó khi mà họ đã có được một những các kiến thức nào vậy? Tôi cho rằng là mọi người đều hành động, nhưng mà cái cường độ hành động của mỗi người là khác nhau. Đây là cái yếu tố đầu tiên. Những cái điều mà tôi hình dung thế này, tôi đấy không nói là tôi cũng chưa có một cái thống kê nào là có ai thất bại hay không. Được. Nhưng tôi cũng chưa có một người thất bại, thậm chí có những cái người mà tôi thấy rằng là họ học số khóa 1. Sau đó thì họ về họ cảm thấy rằng là công việc kinh doanh không đáng kinh doanh nữa. Nhưng mà sau đó 3 năm sau tôi lại quay lại thế là họ lại là một luật doanh nhân. Cho nên ở đây không nói là không phải là họ học xong thì họ sẽ đến thất bại. Được. Mà là họ học xong rồi thì họ sẽ cần phải có một cái thời gian để đưa cái kiến thức này vào trong thực tiễn. Kiến thức này không phải đưa vào trong nó ngày 1, ngày 2 được. Nó cần có thời gian, giống như cái cây chúng ta gieo hạt thì nó cần phải có ngày để nó ra quả. Cho nên là họ đã dọn đi cánh đồng cũ của họ và họ bắt đầu trồng ra một cánh đồng mới, và chúng ta cần có để mùa vụ để họ gặt hái. Cho nên ở đây là chúng ta thấy là Eagle Camp mới chỉ có 3 năm. Chúng ta chưa thể nói rằng là nó thành công hay nó thất bại. Nhưng mà những cái cánh đồng bắt đầu thu hoạch, và có những cánh đồng mà chúng ta sẽ cần chờ để thu hoạch ở mùa sau. Dạ vâng. Thế thì theo ông thì là trong cái thời gian tới thì ông có những cái dự định gì hoặc những cái kế hoạch gì để có thể là tăng thêm được cái giá trị cho anh em ở trong Eagle Camp, và đồng thời là cũng làm thế nào để cho có cái phát triển cái số lượng của cái Eagle Camp trong năm tới ngày càng phát triển? Tôi cho rằng là cái đầu tiên mà cái giá trị nhất của Eagle Camp đó là chính là cái cộng đồng 700 doanh nhân ở khắp cả nước, ở có mặt ở trên hầu hết các tỉnh thành lớn rồi. Và chính cái cộng đồng doanh nhân này họ đã có sẵn một tập lập khách hàng. Và trong Eagle Camp chúng ta luôn học được một cái chiến lược có tên gọi là chiến lược affiliate hoặc là chiến lược liên kết. Khi mà các doanh nhân liên kết với nhau thì chúng ta sẽ chia sẻ các nguồn lực với nhau. Từ đầu tiên là vì họ cùng một cái nền tảng kiến thức, cho nên họ có thể chia sẻ những cái cách mà họ đã áp dụng kiến thức nào trong doanh nghiệp. Cho nên cái bài học kinh nghiệm của doanh nghiệp này thì có thể dễ dàng triển khai ở doanh nghiệp khác. Cái điều thứ hai là họ đã sử dụng được các cái nguồn lực chung, là đó là đặc biệt là nguồn lực về tiềm lực về khách hàng. Cho nên một sản phẩm ở cái doanh nghiệp này có thể bán chéo sang doanh nghiệp khác. 700 người cùng một cái cách thiết kế hệ thống kinh doanh, cho nên là khi mà sản phẩm đưa sang nhau thì nó rất là dễ dàng. Cho nên cái ý của đây là cái ngày mà tôi muốn các doanh nghiệp gặp với nhau, và chúng tôi có một cái bí mật mà sẽ tiết lộ sau, đó là các doanh nghiệp sẽ được ghép vào cùng với cái nhóm khách hàng, họ trung tập khách hàng thì chúng tôi sẽ nhét vào chung một cái bàn. Thì chính vì vậy mà họ có cái cơ hội để mà gia tăng được cái lượng khách hàng lên. Và tôi cũng mong muốn rằng là sẽ mở rộng cái EcoCam này với cái số lượng doanh nhân lớn hơn để tạo nên cái GDP lớn hơn cho đất nước. Thì trong thời gian tới tôi cũng có cái cách là sẽ làm lại cái hệ thống kinh doanh, làm lại cái hệ thống đào tạo để mà giúp cho cái hệ thống này được đưa tới cái doanh nghiệp một cách hiệu quả hơn. Đặc biệt là chúng tôi có đưa vào cái hệ thống coach, business coach phía sau. Sau khi mà các chị học xong rồi, chúng tôi vẫn đi tiếp tục cùng với doanh nghiệp để cho đến khi nào thành công thì thôi. Thì đấy là cái suy nghĩ của tôi, là đào tạo chưa đủ mà còn phải liên tục tái đào tạo cộng với việc thúc đẩy để cho mọi người hành động nữa thì mới có kết quả. Vâng, rất là cảm ơn anh Long. Qua cái buổi nói chuyện hôm nay tôi thấy là rất là tuyệt vời. Một cái ý nghĩa của một cái ngày Eagle Day là không những là một cái ngày mà để chúng ta có thể gặp gỡ lại nhau, nhưng mà cái quan trọng nhất là chúng ta có những cái cơ hội để gặp gỡ nhau, để có những cái cơ hội để tạo ra những cái mối quan hệ phát triển mới, và đặc biệt nhất là chúng ta có thể là trau dồi những các cái kiến thức mà chúng ta đã làm được, đã học, nhưng mà chúng ta thực sự là để hiểu rõ hơn. Và nhất là qua cái buổi Eagle Day thì như là anh Long vừa nói thì nó sẽ là một cái cơ hội mới để cho tất cả các doanh nghiệp có một cái đà phát triển tốt hơn. Và tôi cũng nhân năm mới cũng rất là chúc anh Long đạt được nhiều những cái thành công mới trong cái sự nghiệp diễn ra của mình, và đồng thời là tôi cho cái tổ chức Eagle Camp ngày càng phát triển đúng như là cái mà sứ mệnh mà anh Long mong muốn. Xin cảm ơn anh Long. Cảm ơn anh. Xin hẹn gặp lại các bạn trong Eagle Day.